Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Tôi là Hồng Anh. Hôm nay thứ Bảy, ngày 7 tháng 1 năm 2017, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường lên tiếng giải thích vì sao sự cố môi trường biển nghiêm trọng tại miền Trung không nằm trong 10 sự kiện nổi bật năm 2016 của ngành. Cảnh sát giao thông Hà Nội bắt đầu xử lý phương tiện đi lấn vào làn đường dành riêng cho xe buýt BRT. Nhiều xe biển xanh và xe buýt thường cũng đã bị nhắc nhở trong ngày hôm nay. Gà Đông Tảo Hưng Yên rớt giá mạnh dịp cận Tết. Cùng với phóng viên VTC14 tìm hiểu nguyên nhân trong bản tin ngày hôm nay. Trong phần tin quốc tế, Mỹ bắt giữ nghi phạm tấn công khiến cho 5 người chết tại một sân bay ở Florida. Độc đáo thiết bị đeo tay giúp theo dõi nồng độ cồn trong máu. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 2 ngày, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã công bố 10 sự kiện nổi bật của ngành trong năm 2016. Ngay sau đó, dư luận đã có nhiều ý kiến khi vụ việc chấn động trong năm vừa qua liên quan đến Formosa gây ra hiện tượng cá chết hàng loạt tại 4 tỉnh miền Trung đã không nằm trong danh sách này. Ngày hôm nay trao đổi với VTC14, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã lên tiếng giải thích. Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết Formosa không nằm trong danh sách 10 sự kiện nổi bật của ngành tài nguyên vì từ trước đến nay, việc bầu chọn 10 sự kiện tiêu biểu theo thông lệ nhằm mục đích chọn ra các sự kiện, nỗ lực của ngành có đóng góp được cho sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Đồng thời, việc lựa chọn do một hội đồng bầu chọn độc lập tiến hành dựa vào những mục tiêu, mục đích và tiêu chí rõ ràng. Người dân mong muốn đưa cả những vấn đề mặt trái, tồn tại thì cũng sẽ xem xét. Ông Hà cũng cho rằng, trong năm qua, Bộ cũng đã có những nỗ lực trong vấn đề giải quyết sự việc Formosa. Tuy nhiên, đó là những vấn đề Bộ cần phải làm. Chỉ khi nào người dân nói rằng mọi việc tốt rồi thì mới coi là thành tích. Sau này, khi hoàn thiện tiêu chí đánh giá các sự kiện môi trường của năm có thể được công khai trên mạng hoặc thông qua báo chí để mọi người trong xã hội đều có thể lựa chọn một cách khách quan và chính xác nhất. Từ nửa tháng nay, hiện tượng ngao chết hàng loạt đã xảy ra dọc bờ biển xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc của tỉnh Thanh Hóa, khiến cho người nuôi thủy sản lo lắng. Có thời điểm, xác ngao nổi trắng cả một vùng biển rộng. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, nguyên nhân của vụ việc vẫn chưa được xác định. Người nuôi trồng thì đang như ngồi trên đống lửa. 22 giờ đêm tại bãi nuôi ngao thuộc xã Hải Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa. Còn khoảng 20 ngày nữa là đến Tết, không khí thu hoạch tấp nập mọi năm được thay bằng khung cảnh vắng tanh như thế này. Ông Lê Doãn Lương đang cố cào dưới lớp bùn để kiểm tra xem có còn ít ngao nào còn sống sau thủy triều rút, nhưng vô vọng. Khu ruộng của ông là một màu trắng xóa của vỏ ngao. Nói thật là tình hình hiện tại thì bây giờ chúng tôi không thể đánh giá được, bởi lẽ là dân mà, cho nên là một con số nó quá lớn đi. Có những gia đình tới 2-3 tỷ bạc, có những gia đình ít nhất phải 200-300 nghìn, à 200-300 triệu, chứ không phải là ít đâu. Thậm chí là ra đây là nó chán đản, không biết vợ con mà không dám cho ra ngất lại khiêng về, nó khổ vậy nữa. Con cái học hành thì bây giờ là không có tiền mà gửi. Đấy, cứ oam oáp oáp, bố ơi, mẹ ơi, nhưng mà ngao chết không cho con biết. Tất cả các ruộng ngao thuộc xã Hải Lộc đều trong tình trạng tương tự. Những ruộng nuôi ngao giống với giá trị cả tỷ đồng, giờ chỉ còn vỏ là vỏ. Người dân trắng tay và hoang mang không hiểu tại sao cả cơ nghiệp của mình tan biến. Sự cố họ cho là rất bất thường. Từ xưa đến giờ nuôi cái con ngao, nó như thế này mà tôi chưa bao giờ thấy nó hiện tượng nó chết rất chi là lạ kỳ, nó chết nói chung như là không thể thể như thường thường con ngao nó mà chết đấy. Nếu mà nó chết dịch hay là chết bệnh đấy là những cái con ốc đấy, nó đang còn nó khi nó cái mồm nó mở ra thì còn con ốc ấy, còn bò và con cái con ngao thường thường như mấy năm nó chết, nhưng cái năm nay đặc biệt của cái năm nay nó chết một cái là tự nhiên là cái ruột nó phân hủy luôn, chỉ ngày trước ngày sau là cái ruột nó phân hủy luôn. Sẽ thấy tàu nhà nó đậu ở quanh nó khiêng cái chạy cái thùng cái thuyền rác thải ra ngoài ngoài bể đổ thì ấy anh em có
chạy đến, chạy cái bè đến ép cái của cái vợ chồng đi đổ cái chất thải ra ngoài biển đấy, là nó chở 14 thùng. Nhưng mà sau khi đó anh em chạy đến áp bạn đến thì bảo là không được đổ nữa. Thì nó đã đổ mất 11 thùng rồi và hiện nay còn... Đây là thứ mà người dân ở đây thu được từ hai đối tượng nói trên. Hai người này cho biết họ được doanh nghiệp chế biến thủy sản Hoàng Thắng thuê đổ chất thải xuống biển. Đến thời điểm này vẫn chưa thể khẳng định đó có phải là nguyên nhân khiến ngao của bà con chết hay không. Ủy ban huyện đã chỉ đạo và đấu mối với Sở Tài nguyên Môi trường về lấy mẫu, thì đã lấy mẫu tất cả các khu vực nước ở các khu vực để đi xét nghiệm. Hiện tại thời điểm này thì mẫu nước cũng chưa có kết quả. Huyện cũng đang tiếp tục phối hợp để làm rõ tiếp cái nguyên nhân ngao bị chết. Nhưng tuy nhiên trong thời điểm này thì huyện cũng đang tăng cường cái công tác chỉ đạo ở dưới địa phương để ổn định tình hình nhân dân và động viên nhân dân để thu hoạch cũng như là vệ sinh bãi nuôi. Đây là tổng số lượng ngao chết trong những ngày qua khoảng 400 tấn, trải rộng trên diện tích 40 ha, và con số này vẫn chưa phải là con số thiệt hại cuối cùng. Người dân Hải Lộc đang sống trong lo âu, và việc sẽ có nhiều người dân nghèo ở đây bỏ xứ đi tìm việc, mong trả nợ là điều có thể nhìn thấy trước. Mương Kẻ Khế là con mương chảy ra địa bàn hai phường Kim Mã và Đội Cấn thuộc quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Được phê duyệt xây dựng từ năm 2008, sau nhiều lần điều chỉnh vốn đầu tư lên tới hơn 700 tỷ đồng. Thế nhưng sau 8 năm, hơn 1 km mương vẫn chưa được thi công xong. Dự án vẫn dang dở, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân. Ghi nhận sau đây của nhóm phóng viên. Những ngôi nhà lụp sụp nằm trên bờ mương Kẻ Khế thuộc khu phố Giang Văn Minh, phường Kim Mã. 8 năm nay, gia đình anh Mạnh cùng hàng chục hộ dân ở đây đã phải sống bên những dòng nước thải đen kịt như thế này. Rồi thì tự mình phải chịu mà phải đóng cửa vào mà nghỉ ngơi trong nhà thôi, chứ còn không dám, có nghĩa là mình gọi là mở cửa ra đây, nhưng là ở các cái đây là toàn là bị ảnh hưởng thì cũng chẳng kêu được vai được cả. Dự án cống hóa kết hợp làm đường mương Kẻ Khế kéo dài 1,04 km đến nay đã dừng thi công. Nước thải từ khắp nơi đổ dồn về đây, không có chỗ tiêu thoát. Không chỉ có mùi hôi thối, vật liệu xây dựng, máy móc tràn trên phố khiến cho giao thông cũng trở nên khó khăn. Nhìn quang cảnh này thật khó có thể tin được. Đây lại là con phố nằm giữa trung tâm của thủ đô. Muỗi rất là nhiều và coi như là mùi khó chịu lắm, nhất là dở dời. Nhưng mà đường đi, ví dụ như đường bên kia đi từ đầu kia đến đầu này thì nó không được thông thoáng và nó vật liệu thứ để bể bừa rất bẩn. Ủy ban Nhân dân phường Kim Mã cho biết trong đợt mưa lớn vào tháng 8 năm 2016, nước thải từ mương tràn vào nhà một số hộ dân ở đây, có chỗ ngập sâu đến 40 cm. Được biết dự án làm cống kết hợp làm đường mương Kẻ Khế do Ban Quản lý Dự án Giao thông Đô thị làm đại diện chủ đầu tư, trong đó có 3 nhà thầu thi công chính. Từ nguồn vốn ban đầu được phê duyệt vào năm 2008 là 205 tỷ đồng. Nhưng do chậm triển khai từ năm này sang năm khác, dự án đã bị đội vốn lên tới 740 tỷ đồng vào năm 2016. Thời gian cũng đã kéo dài thì cái thông tin mà chị nắm được thì đúng, tức là cái mương cống hở thì nó tạo ra một cái môi trường rất là ô nhiễm. Thế rồi các cái dịch bệnh như sốt xuất huyết, rồi các cái dịch bệnh khác, tức là thường trực và tiềm ẩn. Ban Quản lý Dự án Giao thông Đô thị cho biết, do nguồn vốn thực tế thành phố rót vào dự án mới chỉ có 10 tỷ đồng trong năm 2016 và chưa có kế hoạch phân bố tiếp trong năm 2017. Nên từ nay cho đến trước Tết Nguyên đán, đơn vị này sẽ cho thi công xong phần cống ngầm và lấp đất lấy đường tạm cho người dân. Và điều đó có nghĩa là dự án này sẽ tiếp tục còn dang dở. Sau hơn 8 năm thi công, dự án cống hóa kết hợp làm đường này vẫn không thể hoàn thành, mặc dù nó chỉ kéo dài có hơn 1 km.
những người sống xung quanh khu vực này đang hết sức bức xúc bởi không chỉ gây ra ô nhiễm môi trường mà nó còn gây mất cảnh quan đô thị. Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Muốn làm được điều này thì ý thức của mỗi cá nhân cần phải được nâng cao hơn nữa. Câu chuyện về một cụ già ngoài 60 tuổi ở Nghi Lộc, Nghệ An mà quý vị chuẩn bị theo dõi ngay sau đây sẽ cho thấy nếu người dân thực sự có trách nhiệm thì bài toán môi trường không phải là không có lời giải. Ông Đặng Viết Thao, chú xóm 6, xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc, năm nay đã 62 tuổi. Ngày nào cũng đi qua đoạn đường này, nhìn những đống rác lớn bốc mùi hôi thối mà người dân tùy tiện vứt ra. Ông Thao đã tự nguyện đi thu gom những túi rác vương vãi khắp nơi và đốt cháy. Tôi nghĩ đến cái cộng đồng, cái sức khỏe của cộng đồng chung, thì trong đó có cả bản thân tôi và những người khác đều đi làm ăn ở trên cái cánh đồng mà bị ô nhiễm, thì tất nhiên là không có một cái mỹ quan tí nào mà để giữ lại một cái sức khỏe. Cho nên tôi cũng thường xuyên tự nguyện, tự giác là ăn cơm nhà vác túi ba hàng tộc. Theo một số người dân, mặc dù xã đã có bãi rác tập trung, nhưng rất nhiều người dân ngại đi vào bãi đổ rác. Tranh thủ những lúc vắng người qua lại, họ đổ ngay bên đường cho thuận tiện. Chỉ qua một đêm, hai bên đoạn đường liên thôn chưa đầy 3 km đã ngập đầy rác. Mặc dù cơ quan chức năng đã cắm biển cấm đổ rác, nhưng người dân không quan tâm. Họ ngang nhiên vứt bỏ những túi rác thải sinh hoạt, chất thải rắn, rác chết động vật xuống hai bên đường. Tôi cũng mong là cộng đồng là làm thế nào kêu gọi mọi người dân có một cái ý thức, có một cái trách nhiệm, đừng có để cho những con người phải chịu vất vả với những cái ô nhiễm môi trường. Vẫn biết thường xuyên tiếp xúc với mùi hôi thối từ những đống rác, khói cháy từ xác chết động vật, ni lông, nhựa sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe và không có ai trả công. Nhưng hai năm nay, ông Thảo vẫn cố gắng, chỉ mong góp một phần sức lực của mình vào công việc bảo vệ môi trường trên địa bàn. Ngày hôm nay, Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý, nhắc nhở những tài xế đi lấn vào làn đường dành riêng cho xe buýt BRT. Xe biển xanh đi sai làn và xe buýt thường cũng đã bị Cảnh sát Giao thông dừng xe vì vi phạm. Dự kiến sau Tết Nguyên đán, Cảnh sát Giao thông Hà Nội mới chính thức xử phạt các xe vi phạm, còn hiện nay mới chỉ tập trung tuyên truyền và nhắc nhở. Xe buýt thường và xe biển xanh cố tình đi vào làn buýt BRT cũng sẽ bị xử lý theo quy định. Về hình thức phạt, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông cho biết sẽ áp dụng cả hình thức phạt trực tiếp và phạt nguội qua camera giao thông. Mức phạt đối với ô tô lấn làn là từ 800.000 đồng đến 1,2 triệu đồng, đối với xe máy là từ 300.000 đến 400.000 đồng. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra ùn tắc, người điều khiển giao thông có quyền cho các phương tiện đi vào làn xe buýt nhanh để giải tỏa và giảm áp lực giao thông. Buýt nhanh chính thức đi vào hoạt động được một tuần nhưng đã xảy ra hai vụ va chạm do xe ô tô lấn làn, một vụ xe ô tô con tạt đầu làm vỡ kính xe buýt và một vụ xe biển xanh đâm vào đuôi xe vừa xảy ra trong chiều ngày hôm nay, mùng 7 tháng 1. Làng Mai Võ Dõng ở xã Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang là một trong những làng mai lớn chuyên cung cấp mai ở tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, sau trận lũ vừa qua, tại đây mai đều có hiện tượng héo, dập lá, rụng lá sớm, đen nụ hoặc là bung nụ sớm do ảnh hưởng thời tiết và ngập nước. Các hộ trồng mai đều dự đoán Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 sẽ khó có mai đẹp để bán. Năm nay, tỉnh Khánh Hòa phải chịu 4 trận lụt liên tiếp. Các gốc mai tại thôn Võ Sõng đều đã bị ngâm lâu trong nước khiến cho mai hư rễ và hư lá. Sau mưa lũ, bà con đã cố chăm sóc để mong vớt vát, nhưng do gặp mưa lạnh kéo dài khiến cho mai không thể đâm nụ. Một số nụ vừa hé thì bị thối đen. Dự kiến cả thôn Võ Sõng chỉ có thể cung ứng 20% ra thị trường mai nở đúng dịp Tết. Hiện nay, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa nhiều khiến cho đọt và lá non vẫn còn ra, nụ không phát triển được. Trong khi đó, thì thời điểm lặt lá đang đến gần, các hộ trồng mai tại đây đứng ngồi không yên. Nếu thời tiết vẫn tiếp tục mưa trong những ngày tới thì rất có thể những chậu mai kiểng nơi đây đành lỡ hẹn dịp Tết Đình Dậu. Trong đợt lũ vừa qua, Bình Định là tỉnh thiệt hại nặng nề nhất. Chỉ riêng huyện Tuy Phương đã có hơn 200 hectare diện tích trồng rau màu bị hư hỏng hoàn toàn, trong đó có tới gần 6 hectare rau Việt Gáp. Để đảm bảo nguồn rau cung cấp cho thị trường, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, hiện nay người dân Bình Định đang tích cực triển khai các biện pháp canh tác để khôi phục lại diện tích trồng rau.
Chỉ từ vài ngày nay, người dân trồng rau Việt Gáp, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước mới bắt tay vào vụ rau Tết, trễ hơn so với mọi năm khoảng 20 ngày. Mưa lũ dài ngày năm nay đã làm cho người dân trồng rau bị thiệt hại nặng nề. Trồng một năm rau này phải hai lần. Từ cái lúc mưa trồng xuống một lần, rau là bắt đầu là mới mọc lên, là bắt đầu nó chết. Chết rồi trồng lại một lần nữa, là nghĩ rằng rất là thời gian nó hết lục. Thế không ngờ rằng năm nay lục mà tới tháng 11 cũng chạp rồi còn lục. Rau xanh thường tăng giá vào thời điểm sau lũ. Vì vậy, việc nếu người dân tập trung chuyển phần lớn diện tích trồng rau ăn quả sang trồng rau ăn lá sẽ khiến cho nguồn cung vượt cầu và ảnh hưởng kéo theo đó là thu nhập bị giảm sút của người sản xuất. Để tránh thua thiệt do giá cả và giảm bớt thiệt hại do mưa lũ, kế hoạch sản xuất cho năm sau đã được người dân trồng rau tính đến. Ở bên đây là chúng tôi bây giờ chỉ còn cái trồng cái cây rau lá mới kịp cung ứng cho ba bà Tết thôi. Thì còn rau cú quá, nói chung hoàn toàn dứt điểm không còn nữa. Nếu có thu, nếu có trồng nữa thì chỉ ngoài vườn mới có bán. Sau khi mưa lũ đi qua, người dân tập trung khắc phục những diện tích đất trồng rau bị sa bồi thủy phá. Khẩn trương làm đất để gieo trồng cho kịp thời vụ. Đến nay đã sản xuất được 2/3 diện tích. Hầu hết người dân đều nỗ lực phục hồi sản xuất rau theo tiêu chuẩn Việt Gáp để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Cùng với việc hỗ trợ về kỹ thuật sản xuất, thì việc bố trí cây trồng phù hợp cũng là điều hết sức cần thiết đối với các vùng trồng rau. Lũ lụt đi qua, người trồng rau ở Phước Hiệp mong được hỗ trợ các giống rau để người dân có điều kiện khôi phục sản xuất, kịp thời có sản phẩm bán trong dịp Tết. Đội Cảnh sát Môi trường quận Hoàng Mai, Hà Nội vừa phát hiện và bắt giữ một cơ sở sản xuất nước mắm bẩn quy mô lớn tại phố Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam. Toàn bộ quy trình sản xuất của cơ sở này đều được đặt gần khu vực rác thải sinh hoạt, các nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ, nước mắm được đóng vào các vỏ can rất bẩn. Trên diện tích khoảng 300m², những chiếc thùng phi cáu bẩn là dụng cụ để pha nước muối, thành phần để chế biến nước mắm. Tại khu vực thành phẩm, các thùng nước mắm được xếp ngổn ngang ngay cạnh cống thải và khu vệ sinh. Điều đáng nói là cơ sở này vẫn có đầy đủ các loại giấy tờ như là giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, công bố hợp quy của tất cả các sản phẩm. Các sản phẩm nước mắm của cơ sở này được bán với giá từ 5.000 đến 15.000 đồng một lít. Chủ cơ sở cho biết, trung bình mỗi ngày xuất ra thị trường từ 200 đến 300 lít nước mắm, phân chia tiêu thụ tại nhiều điểm bán lẻ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hiện cơ sở này đã bị tạm đình chỉ hoạt động. Chuyển sang các thông tin y tế, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP HCM cho biết, năm nay kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài hơn một tuần, trong khi đó thì tiểu cầu có thời gian lưu trữ khoảng 5 ngày, nên bệnh nhân đối diện với nguy cơ thiếu tiểu cầu để truyền. Mỗi tuần, Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP HCM phải cung cấp khoảng 400 cúp tiểu cầu, mỗi cúp tương đương 6 đơn vị cho các cơ sở y tế trên địa bàn. Khoảng vài tuần trước và sau Tết, người hiến tiểu cầu tự nguyện thường ít đến viện, khiến cho nguồn cung có thể bị thiếu hụt. Người nhà bệnh nhân phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng hiến tặng tiểu cầu cho người thân. Tiểu cầu được sử dụng để truyền cho bệnh nhân sốt xuất huyết, những bệnh lý gây giảm tiểu cầu, một số trường hợp phẫu thuật, sản khoa, bệnh nhân ung thư máu, rối loạn đông máu, suy tủy cũng cần truyền liên tục. Tiểu cầu có nhiệm vụ cầm máu, người hiến được lấy tiểu cầu bằng máy chiết tách tự động, mỗi lần hiến được 6 đơn vị, lượng tiểu cầu mất đi sẽ được cơ thể tái tạo đầy đủ trong vòng 5 đến 7 ngày. Trước khi hiến thì sẽ được khám, làm xét nghiệm máu, khoảng thời gian giữa hai lần hiến tối thiểu là 4 tuần. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức phong trào trồng cây nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu. Và theo mục tiêu đặt ra, Hà Nội sẽ phấn đấu trồng thêm khoảng 800.000 cây xanh tại địa bàn tất cả các quận huyện trên toàn thành phố. Theo đó, kể từ ngày 2 tháng 2 đến ngày 6 tháng 2, tức là ngày 6 đến ngày 10 Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, các địa phương trên toàn thành phố sẽ đồng loạt triển khai việc trồng cây. Thời gian triển khai trồng cây có thể kéo dài trong vụ xuân từ tháng 2 đến tháng 4 và vụ thu từ tháng 8 đến tháng 10. Địa điểm trồng cây sẽ là những nơi có không gian rộng, thoáng, trồng được nhiều cây và thuận lợi cho nhân dân tham gia trồng cây, chăm sóc và bảo vệ sau khi trồng. Có thể lựa chọn các điểm là khu di tích, lịch sử, văn hóa, khu đô thị mới, công trình công cộng, trường học, bệnh viện, công viên, ven đường giao thông, khu đất lâm nghiệp quy hoạch trồng rừng tập trung.
Trong thời gian phát động, tùy khả năng và địa bàn của từng địa phương, đơn vị có thể trồng từ 200 đến 500 cây bóng mát, ăn quả và cây lấy gỗ. Về chủng loại cây, đối với cây trồng rừng bao gồm thông, keo, lát hoa, sấu, chám, sao đen, re, mỡ, chiêu liêu. Cây bóng mát bao gồm muồng, sấu, phượng vĩ, bằng lăng, long não, sữa, bằng lá nhỏ. Cây ăn quả bao gồm bưởi, nhãn, cam, xoài, táo. Thưa quý vị, chúng ta sắp đón Tết Đinh Dậu hay còn gọi là Tết con gà. Nhiều người nghĩ rằng những sản phẩm làm từ gà và liên quan đến gà thì chắc hẳn là sẽ đắt hàng. Nhưng câu chuyện không thực sự đúng với làng gà Đông Tảo, Hưng Yên. Vào thời điểm mà Tết Nguyên Đán đang đến rất gần thì không khí ở làng gà Tiến Vua không được nhộn nhịp như là mọi năm. Ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14. Với diện tích gần 1.000 m², quy mô lên tới cả 1.000 con, trang trại nhà anh Hân ở xóm Tân Tiến, xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên là một trong những cơ sở nuôi gà Đông Tảo lớn và uy tín nhất nhì làng gà Tiến Vua này. Nếu như mọi năm, vào thời điểm này, ở trang trại đã tấp nập người mua, thì năm nay vẫn còn nhiều con gà đẹp vẫn chưa thể xuất chuồng. Những đôi gà có giá lên tới 50 đến 70 triệu đồng năm ngoái, thì năm nay đôi có chất lượng tương tự chỉ bán được là 20 triệu đồng, còn lại hầu hết chỉ bán được với giá từ 1 đến 2 triệu. Hiện tại thì chỉ còn có ít ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán rồi, thì chúng tôi chỉ còn một số nhỏ gà để làm quà biếu thôi. Vì ngày trước anh bán 3 triệu một con, vâng ạ. Thế nhưng bây giờ thì 2 triệu, 1 triệu rưỡi, có khi thì chỉ triệu một con thôi. Nếu so với mọi năm thì giá năm nay là hạ quá hạ. Theo người nuôi gà Đông Tảo, thị trường năm nay kém sôi động là có nhiều lý do, ngoài yếu tố thời tiết khắc nghiệt. Theo đa số các hộ nuôi, nguyên nhân chính vẫn là do thời gian gần đây, thương hiệu gà Đông Tảo bị lợi dụng quá nhiều. Nhiều đối tượng khi thấy gà Đông Tảo được giá, hút khách đã ăn theo, giao bán hàng kém chất lượng khiến khách mất lòng tin. Con gà Đông Tảo bây giờ mất giá cũng là một phần vì các ông không biết, các nơi không biết con gà Đông Tảo nó như thế nào, cũng chỉ biết chân to thôi. Tôi không, con gà chân to không phải như thế, bởi vì các ông cho ăn nhiều mà có khi cái ăn men ăn bùn coi như cái thuốc hoặc là ăn như thế nào, cái chân nó to lắm. Tôi bảo không phải, con gà Đông Tảo nó như thế, gà Đông Tảo của chúng tôi vừa đẹp vừa nằm cạnh nữa cơ. Ví dụ như là có một số những các cái cá nhân người ta lợi dụng, người ta dựa vào, người ta xuất cả con đi, thế nhưng mà nó không đúng cái chất lượng của con gà Đông Tảo. Khi mà có khách đến địa phương hoặc là khi mình chuyển gà đi thì cũng phải có những cái bộ phận làm sao để là kiểm soát hoặc là để mà mình ra với cái giá cả nó đúng với cái sản lượng gà của mình, không để trà trộn những cái con gà nó không đúng chất lượng. Thì cái việc mà để giữ gìn đấy nó cũng không phải là, nó không khó nhưng cũng không phải là dễ, cũng cần một số nhà chức trách, những cái nhà chức năng cũng có thể là vào cuộc để giúp hội viên nông dân của xã cũng như là toàn bộ người dân trong xã để làm sao mà giữ được cái sản phẩm gà Đông Tảo. Tết năm nay, làng gà nổi tiếng nhất nhì miền Bắc có thể bớt vui khi con gà Đông Tảo không còn được giá. Nhưng điều mong mỏi nhất của những hộ nuôi gà chân chính ở đây có lẽ vẫn là mong sao cứu lại được thương hiệu của giống gà quý trước khi quá muộn. Giới chức Mỹ vừa mới cho biết hiện lực lượng FBI đang nỗ lực điều tra tất cả những khả năng đằng sau vụ xả súng đẫm máu tại một sân bay Florida khiến cho ít nhất là 5 người thiệt mạng vào ngày hôm qua mùng 6 tháng 1. Theo thông tin từ cảnh sát, nghi phạm tấn công đã bị bắt giữ và kẻ này có tiền sử mắc bệnh tâm thần. Nghi phạm vụ tấn công được xác định là Esteban Santiago, 26 tuổi, sinh ra tại bang New Jersey, từng tham gia chiến tranh Iraq cùng quân đội Mỹ trong vòng một năm, bắt đầu từ năm 2010. Esteban Santiago bị cáo buộc đã thực hiện vụ xả súng tại sân bay quốc tế Fort Lauderdale ở bang Florida. Hiện Esteban đang bị cảnh sát Mỹ thẩm vấn. Hiện chúng tôi đang cố gắng thu thập mọi bằng chứng và lời khai nhằm xác định động cơ gây án của tên này. Dù theo điều tra ban đầu chưa thấy có dấu hiệu khủng bố, nhưng chúng tôi sẽ không bỏ qua bất cứ khả năng nào. Được biết tên này đã bay từ Alaska đến Minneapolis, rồi đến Florida. Sau khi đến sân bay Fort Lauderdale, hắn vào nhà vệ sinh nạp đạn trước khi tấn công những hành khách ở khu vực nhận hành lý. Vụ xả súng đã gây ra tình trạng hỗn loạn nghiêm trọng ở sân bay Fort Lauderdale. Thậm chí hàng nghìn hành khách còn bị mắc kẹt tại đây sau khi cảnh sát yêu cầu phong tỏa sân bay.
Tôi đã đến sân bay sớm hơn dự định để hoàn tất thủ tục cho chuyến bay của mình, nhưng rồi những tiếng la hét vang lên và mọi người bắt đầu chạy toán loạn. Chúng tôi đã phải ở đây 9 hay 10 tiếng rồi. Tất cả các chuyến bay tới và đi từ sân bay quốc tế Fort Lauderdale đều đã bị hủy bỏ và các khu vực lân cận đã được phong tỏa. Lực lượng cảnh sát cũng được tăng cường để đảm bảo an ninh cho sân bay này. Hãng tin Reuters cho biết Bộ Quốc phòng Nga đã bắt đầu rút dần lực lượng quân đội ở Syria trở về nước, bởi trước đó Tổng thống Vladimir Putin đã nhất trí giảm việc triển khai quân sự của nước này tại Syria. Động thái này được cho là nhằm cắt giảm quy mô chiến dịch quân sự của Nga tại Syria. Theo ông Nerasimov, hạm đội quân Nga dẫn đầu bởi tàu sân bay Kuznetsov hoạt động ở ngoài khơi Syria tại Địa Trung Hải sẽ là lực lượng đầu tiên trở về từ Syria. Bước đầu, tàu sân bay Kuznetsov cùng một đội tàu sẽ được rút khỏi chiến dịch quân sự ở Syria để trở về Nga. Phát biểu với báo giới, chỉ huy tàu sân bay đô đốc Kuznetsov, tướng Katapolov cho biết chỉ trong 2 tháng tham gia nhiệm vụ tại Syria đã có 420 phi vụ xuất kích từ tàu sân bay đô đốc Kuznetsov, cũng như đã tiêu diệt được hơn 1.250 mục tiêu của khủng bố và hỗ trợ hiệu quả cho quân chính phủ Syria trong cuộc chiến tranh giành lại thành phố chiến lược Aleppo. Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh rằng mặc dù giảm sự hiện diện của quân sự ở Syria, nhưng Nga chắc chắn vẫn tiếp tục cuộc chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố quốc tế và sẽ tiếp tục hỗ trợ chính phủ Syria hợp pháp trong cuộc chiến chống khủng bố. Động thái vừa nêu diễn ra trong bối cảnh Nga cùng Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đang xúc tiến các cuộc đàm phán hòa bình cho Syria, dự kiến bắt đầu vào cuối tháng này tại thủ đô Astana của Kazakhstan. Hiện tại vẫn chưa rõ đơn vị nào của Nga sẽ được rút về sau biên đội tàu sân bay Kuznetsov. Được biết, Nga vẫn đủ khả năng phòng thủ trên không nhờ vào việc duy trì các phi đội máy bay chiến đấu Su-30, Su-34, máy bay ném bom chiến lược, trực thăng, tàu tuần tra và các hệ thống tên lửa phòng không S-300, S-400. Chưa đầy một tuần sau vụ bạo loạn khiến cho 56 tù nhân thiệt mạng, Brazil lại tiếp tục hứng chịu một vụ bạo loạn thứ hai khiến cho ít nhất 33 tù nhân thiệt mạng tại một nhà tù ở bang Roraima của Brazil vào ngày hôm qua, mùng 6 tháng 1. Giới chức địa phương cáo buộc vụ thảm sát đẫm máu này gây ra bởi nhóm buôn bán ma túy khét tiếng nhất Brazil, có tên là First Capital Command, gọi tắt là PCC. Theo thông tin từ cảnh sát, những tù nhân đều bị giết hại rất dã man, có người bị chặt đầu, có người bị cắt tim hoặc đốt cháy. Dù hiện tại chúng tôi đang rơi vào tình trạng khó khăn, nhưng có thể nói mọi chuyện cũng chưa hẳn vượt quá tầm kiểm soát. Đây không phải là lần đầu tiên ở nhà tù Roraima. Cuối năm ngoái, chúng tôi cũng đã ghi nhận 18 trường hợp tử vong trong một vụ bạo loạn tương tự. Việc các tù nhân thuộc các băng nhóm tội phạm gây bạo loạn và thanh toán lẫn nhau tại các nhà tù ở Brazil diễn ra rất phổ biến. Ngoài ra, các nhà tù ở Brazil bị chỉ trích vì tình trạng quá tải, khiến tình hình dễ mất kiểm soát. Quốc hội Mỹ vào ngày hôm qua mùng 6 tháng 1 cho biết tỷ phú Donald Trump đã chính thức đắc cử Tổng thống sau khi kết thúc thủ tục cuối cùng của tiến trình bầu cử trong sự phản đối của các nghị sĩ Đảng Dân Chủ cũng như là nhiều người dân Mỹ. Theo Hiến pháp Mỹ, phiên họp chung đặc biệt của Quốc hội vào hôm qua được xem là thủ tục cuối cùng, kết thúc tiến trình bầu cử Tổng thống nước này. Với kết quả đó, ông Donald Trump đã chính thức ngồi vào vị trí Tổng thống thứ 45 của Mỹ và sẽ tiến hành tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 tới đây. Mục đích của phiên họp chung đặc biệt này đã được thống nhất và quy định tại Nghị quyết 2 của Quốc hội thứ 115 của Mỹ. Được biết, trong phiên họp đặc biệt trên, hơn 10 hạ nghị sĩ Đảng Dân Chủ đã lần lượt đứng dậy phản đối kiểm phiếu tại Quốc hội. Tuy nhiên, những phản đối này không giành được bất kỳ sự ủng hộ nào từ các thượng nghị sĩ, cũng như sự đồng tình từ Phó Tổng thống Joe Biden. Nhằm giúp những người hay uống rượu có thể theo dõi và kiểm soát nồng độ cồn trong máu, một công ty khởi nghiệp của Mỹ có tên là Milo Sensor đã phát triển thành công một thiết bị đeo tay độc đáo kết nối với điện thoại thông minh. Proof của Milo Sensor là một thiết tế vừa rồi đã kết thúc bản tin Nhật ký cuộc sống hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.